Thưa quý vị, sáng nay nhiệt độ tại Sapa đã giảm xuống mức thấp nhất 5 độ C. Với mức nhiệt này thì đỉnh Phan Xipang có một lớp băng mỏng xuất hiện trên các cành cây, tán lá và tan sau khoảng 30 phút. Những ngày tới khi mà không khí lạnh tiếp tục đổ bộ về miền Bắc thì dự báo là hiện tượng băng giá trên đỉnh Phan Xipang sẽ xuất hiện nhiều và kéo dài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin thời tiết từ biên tập viên Ngọc Vân. Chị Ngọc Vân ơi, ngoài đỉnh Phan Xipang ra thì còn những nơi nào chịu tác động của không khí lạnh nữa ạ? Vâng, Thụy Vân, ở vùng núi cao như là Y Tý, Lào Cai với độ cao trên 2.000m, cảnh báo đêm nay và ngày mai khả năng cũng xảy ra băng giá và sương muối. Vì dự báo nhiệt độ tại đây có thể hạ xuống mức đóng băng là 0 độ C, trưa mai có nắng thì nhiệt độ tăng lên là 7 độ, trời rét cóng. Còn tại vùng đồng bằng như là thủ đô Hà Nội, đêm nay không mưa, gió đông bắc thổi cấp 2 tới cấp 3, trời rét đậm. Tại vùng núi, Ba Vì, Sơn Tây hay là khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn mức nhiệt là 11 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, nền nhiệt là 12 độ. Còn khu vực trung tâm thành phố, nhiệt độ là 13 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay tạnh giáo, trời lạnh 24 độ. Sau đó trưa mai trời nắng gián đoạn, nhiệt độ vừa phải là 31 độ. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.